Xin chào các bạn, hiện tại đang có trên tay mình đây là chiếc Meizu M6 Note, chiếc điện thoại nổi bật nhất trong phân khúc giá rẻ với hệ thống camera kép chụp ảnh xóa phông rất là bá đạo. Thì ở những video trước đó thì anh Nhã cũng đã có một vài bài mở hộp và trên tay nhanh sản phẩm này rồi. Nên nếu bạn nào cần thêm thông tin về thiết kế, màn hình cũng như là khả năng chụp ảnh thì các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube của Đi Review. Và trong video này thì mình sẽ chủ yếu tập trung vào hiệu năng cũng như là khả năng chơi game, những cái tựa game đã phổ biến trên chiếc Meizu M6 Note này. Trước khi bắt đầu vào chơi game thì mình sẽ nói qua một chút về các thông số kỹ thuật của máy. Nó sẽ được trang bị con chip Snapdragon 625, con chip được đánh giá rất cao ở phân khúc tầm trung ngay sau khi được Qualcomm chỉnh làng chính thức, với khả năng tối ưu hiệu năng rất là tốt và tiết kiệm pin cho máy. Sản phẩm này sẽ có dung lượng 3GB RAM, 32GB nhớ trong, và quan trọng hơn hết thì chiếc Meizu M6 Note này hiện đang có mức giá chỉ 3.290.000 đồng tại 16 showroom của Di động Thông minh trên toàn quốc. Và đây cũng chính là chiếc điện thoại có camera kép rẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Hôm trước thì anh Nhã cũng có chơi thử một vài tựa game nhẹ trên chiếc máy này. Kết quả cho thấy thì chúng hoàn toàn không thể làm khó được chiếc Meizu M6 Note của mình. Và hôm nay thì mình sẽ đáp ứng những yêu cầu của các bạn, đó là chơi những tựa game nặng phổ biến hơn, để chúng ta cùng xem là ngoài thế mạnh về camera thì chiếc điện thoại hơn 3 triệu này có thể chiếm được những tựa game nặng phổ biến hàng đầu hiện nay, cũng như là hệ điều hành FlyMeOS nổi tiếng mượt mà khi kết hợp cùng với con chip Snapdragon 625 có phải là một cặp đôi hoàn hảo hay không nhé. Và như đã nói khi nãy thì mình sẽ chơi thử 3 tựa game được yêu cầu nhiều nhất, và cũng chính là 3 tựa game yêu cầu đồ họa cao phổ biến hàng đầu hiện nay, mặc dù chúng cũng không tốn dung lượng cho lắm, đó là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile và Asphalt 8. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game đầu tiên là Liên Quân Mobile. Nhiều bạn có cho rằng là cái tựa game này không phải là một tựa game nặng. Tuy nhiên thì mặc dù nó không tốn quá nhiều bộ nhớ của máy, nhưng mà để chơi được một game này thì không phải là chiếc máy nào cũng thể chơi được. Như bạn thấy ở trên màn hình thì là 30fps là cái thông số cao nhất mà mình có thể cài đặt trên cái thiết bị này. Và một cái ưu điểm mà mình nhận ra trên chiếc điện thoại Meizu M6 Note này, tức là đó là khi mặc ra combat thì cái khung hình sẽ không bị giảm đi như một vài thiết bị khác. Bình thường ở những cái pha mà nhiều chi tiết phức tạp như này thì số khung hình sẽ bị giảm xuống còn khoảng độ 20 hoặc là hơn 20 một chút. Tuy nhiên thì như các bạn có thể thấy là chiếc Meizu M6 Note này vẫn giữ nguyên được số 30fps đây, và không hề giảm thế nào luôn. Đối với một sản phẩm giá rẻ thì việc mà nó hỗ trợ 60 khung trên giây là hoàn toàn là rất là khó. Tuy nhiên thì với cái số khung hình là 30 và ổn định như này thì mình thấy khá là ok rồi. Các chi tiết hình ảnh thì được thể hiện rất là rõ ràng. Và mình sẽ chuyển sang trò chơi thứ hai là Asphalt 8, một cái tựa game yêu cầu đồ họa khá là cao, và đây chính là một trong những tựa game làm thước đo mà chúng ta vẫn thường thấy trong các bài đo hiệu năng, đánh giá hiệu năng của các sản phẩm công nghệ từ cao cấp tới giá rẻ. Và trước khi chơi thì mình sẽ vào phần cài đặt để chỉnh cái đồ họa lên mức cao nhất. À đây rồi. À, các bạn có thể thấy là đây là ở phần Visual Quality thì nó đã cài sẵn ở cái chế độ 2, tức là máy đã hỗ trợ cho chúng ta chơi game ở cái chế độ đồ họa cao nhất. Và bây giờ thì mình sẽ vào đua luôn. Và với tự chọn đồ họa cao nhất thì trải nghiệm chơi game Asphalt 8 trên chiếc Meizu M6 Note này không khác quá nhiều so với những cái điện thoại cao cấp hiện nay, mà chúng ta vẫn có thể thấy là rất nhiều hiệu ứng khói bong bóng hiện trên màn hình. Đấy. Đua rất là mượt mà. Di chuyển thì không quá giật lag. Mặc dù nó cũng không được mượt cho lắm, nhưng mà vẫn đảm bảo bạn có thể về đích số 1 bằng cái kỹ năng của mình. Để mình có thể lượn vài vòng thử đâm đủ ngã xem là có bị vấn đề gì. Rất là mượt đúng không? Và cá nhân mình đánh giá thì đối với một sản phẩm hơn 3 triệu đồng mà cho chúng ta chơi một trải nghiệm như thế này thì rất là ok rồi. Đấy, hiệu ứng này. Ok. Và chúng ta sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo là PUBG Mobile. Cái PUBG Mobile này thì sẽ có dung lượng tương đương với Liên Quân Mobile, không quá nặng. Tuy nhiên thì ở trong này yêu cầu đồ họa rất là cao, và lát nữa thì mình sẽ cho các bạn thấy ở trong phần cài đặt. Và bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt để chỉnh đồ họa xem là chiếc máy này hỗ trợ đồ họa cao nhất bao nhiêu. Ở phần graphic. Đây. Chúng ta chỉ có thể để cái chế độ cân bằng thôi, không để lên được HD, máy nó chưa hỗ trợ. Nó báo là chưa hỗ trợ chứ không phải là không được hỗ trợ. Tức là sau này thì rất có thể nó sẽ được hỗ trợ. Và ở phần khung hình thì sẽ để được ở mức độ trung bình. Đây sẽ để colorful để cho nó rực rỡ, đẹp mắt. Và đây không phải là một cái tựa game yêu thích của mình, đánh ra là mình sẽ chỉ
đi lượn lanh quanh đây và gửi các bạn những cảm nhận cơ bản nhất về khả năng chơi game PUBG Mobile của chiếc Meizu M6 Note này. Và sau một hồi di chuyển thì mình đã thấy là chiếc máy này có một chút giật lag nhẹ nhẹ. Ok, là mình đã có súng rồi, bây giờ mình sẽ đi bắn. Ngắm đây bắn này. Đấy, các bạn có thể thấy là cái tựa game PUBG Mobile này tuy không tốn quá nhiều dung lượng nhưng mà nó yêu cầu đồ họa rất là cao. Mà có lẽ là con chip Snapdragon 625 thì hơi đuối đối với cái tựa game này rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể chơi được cái tựa game này ở mức tùy chọn đồ họa thấp hơn nếu bạn thích. Chắc chắn là nó sẽ mượt hơn. Còn đây là mình đang test thử ở cái khả năng hỗ trợ cao nhất. Với các bạn thì nó vẫn có thể đáp ứng rất tốt cho các bạn việc đi tìm kẻ địch rồi thì trốn chạy hoặc là ẩn nấp để đột kích như là hạ sát các bạn. Và sau một hồi vào chơi thì chiếc Meizu M6 Note của mình đã hơi nóng nóng ở phần trên chỗ camera này rồi. Chạy rất là ok, có thể chạy. Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong bài test hiệu năng của chiếc Meizu M6 Note với những tựa game phổ biến được nhiều người yêu cầu nhất hiện nay, đó là Liên Quân Mobile, PUBG và Asphalt 8. Rõ ràng với mức giá chỉ hơn 3 triệu, chúng ta không thể đòi hỏi được một thiết bị có hiệu năng tốt có thể chơi mượt được những tựa game này. Tuy nhiên thì chiếc Meizu M6 Note đã làm cho mình hoàn toàn bất ngờ. Và chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi khi nãy, nền tảng FlyMeOS cùng con chip Snapdragon 625 thực sự là những yếu tố quan trọng giúp cho khả năng chơi game của Meizu M6 Note trở nên tốt hơn. Như vậy, với hệ thống camera kép, thiết kế kim loại và đặc biệt viên pin có dung lượng cao lên tới 4000 mAh thì Meizu M6 Note hoàn toàn xứng đáng là một thiết bị dành cho giải trí, chơi game ở phân khúc giá chỉ hơn 3 triệu đồng mà các bạn không nên bỏ qua. Và các bạn có suy nghĩ gì về chiếc Meizu M6 Note này? Theo các bạn thì đây có phải là lựa chọn số 1 trong phân khúc giá rẻ hay không? Hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại bình luận ngay dưới video này và đừng quên bấm like, subscribe kênh để ủng hộ bọn mình cũng như là không để bỏ lỡ bất kỳ video nào từ review. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.